Hello, hello mọi người. Tại Long Quay Quýt. Mọi người ơi, sắp Tết rồi. Mọi người mà tay chân á, có lông nhiều á, tay chân nắp nè. Rồi chỗ nào có lông ấy mình cần cần kiểu như tẩy lông thì đừng quên cái em Quay Quýt này nha mọi người. Đây, đây là hàng chính hãng của Nghe luôn. Bên em đang được phân phối giá rất là mềm. Và cái dòng này á, tẩy lông của nó thơm, rất là thơm mùi. Hoa cúc nó không bị hôi nha mọi người, và tẩy cực kỳ sạch luôn. Mọi người khi mà sử dụng tẩy lông là mọi người sẽ làm sạch vùng da, cái chỗ tẩy lông, sau đó là mọi người sẽ thoa lên một lớp và lấy cái dao kiểu như là cái cạo lông này nè, để chừng sau này á là mình ủ lên trên cái da của mình trong vòng khoảng là 10 đến 15 phút là bắt đầu cái lông của mình đấy. Khi mọi người dẹt ra lấy cái miếng nhựa này nè, dẹt ra thì lông nó sẽ đi rất là nhanh. Mọi người rất là sợ bị quắt lông nè. Quắt lông thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của chúng ta to, rồi làm cho cảm giác nó đau đớn. Khi mà sử dụng cái em Velvet này thì cảm giác cái việc mà tẩy lông nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều và rất là an toàn khi mà sử dụng. Mọi người biết tại sao? Nó sẽ là thoa lên một lớp ngoài da và sau đó mình sẽ cạo ra là nó xong và lau sạch là rất là ok, và nó sẽ giúp cho lông của chúng ta mọc lên một cách chậm hơn so với bình thường. Và đây là cái dòng sản phẩm hàng của Nghe chính hãng, em vừa mới cập bến, số lượng hàng rất là lớn. Đối với những anh chị em nào muốn nhập sĩ hoặc là muốn mà mua về để sử dụng, em nghĩ đây là một cái dòng sản phẩm cũng khá là ok luôn. Hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057 hoặc là 0933 766 739 để được đặt hàng, hoặc là mọi người có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356605677 số Zalo nha. Bên em chuyên cung cấp sĩ rất là nhiều mặt hàng mỹ phẩm khác nhau, cũng như là toàn bộ là hàng chính hãng không à. Mọi người có thể là đăng ký kênh bên em để được xem thêm rất là nhiều cái video làm đẹp, cũng như là sẽ giúp cho tất cả các chị em mua được giá tốt, mua được dòng sản phẩm chính hãng, và luôn luôn là shop bên em sẽ là lựa chọn tuyệt vời của rất là nhiều anh chị em. Hãy nhanh tay đặt hàng nha. Đây là dòng sản phẩm tẩy lông mà hầu như là kể cả nam giới và phụ nữ ai cũng có thể là sử dụng và ai cũng có thể là mua được với cái giá rất là tuyệt vời như thế này nha. Nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và có nhiều thành công hơn. Bye bye.